Thưa quý vị và các bạn, từ sớm tinh mơ ngày 18 tháng 5 năm 2021, loa công cộng liên tục đọc thông báo khẩn. Nhìn ra đường thì thấy các chốt đang được thiết lập để kiểm dịch COVID-19. Không có tàu đi qua nhưng palier cũng kéo ra để làm rào chắn. Các hộ kinh doanh ngoài mặt đường đều đóng cửa. Mời quý vị và các bạn nghe nội dung thông báo khẩn. Thông báo khẩn. Kính thưa toàn thể nhân dân, trước diễn biến vô cùng phức tạp, nguy hiểm, khó lường của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang quyết định cách ly xã hội toàn bộ huyện Hải Dương và tạm dừng hoạt động của toàn bộ các khu công nghiệp trên địa bàn huyện bắt đầu từ 0 giờ ngày 18 tháng 5 năm 2021 cho đến khi có thông báo mới. Để thực hiện nghiêm quy định cách ly xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu toàn thể nhân dân tuyệt đối không ra khỏi nhà nếu không thực sự cần thiết, như mua lương thực thực phẩm, cung cấp men cấp cứu hoặc làm việc tại các nhà máy, cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, tạm dừng hoạt động. Trường hợp bắt buộc phải ra khỏi nhà thì phải đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi giao tiếp. Yêu cầu toàn thể nhân dân thực hiện nghiêm nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn tổ cách ly với thôn tổ, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện. Yêu cầu tỉnh ủy ban nhân dân các xã thị trấn, lực lượng công an xử lý nghiêm những người không chấp hành đúng quy định về cách ly xã hội. Mỗi người dân hãy tự theo dõi sức khỏe hàng ngày, chủ động khai báo y tế, chấp hành nghiêm sự hướng dẫn của chính quyền địa phương và tổ covid cộng đồng. Khi trong nhà có người có biểu hiện sốt, ho, khó thở, đau rát họng, mất cảm giác mùi vị, ốm mệt, dấu hiệu cảm cúm hoặc các biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh, hãy thông báo ngay với cơ quan y tế hoặc chính quyền địa phương. Vì sức khỏe của chính mình và cộng đồng, vì quê hương bình yên, an toàn và phát triển, mỗi người dân hãy là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch COVID-19. Thông báo khẩn. Kính thưa toàn thể nhân dân, trước những diễn biến vô cùng phức tạp, nguy hiểm, khó lường của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện Việt Yên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang quyết định cách ly xã hội toàn bộ huyện Việt Yên và tạm dừng hoạt động của toàn bộ các khu công nghiệp trên địa bàn huyện bắt đầu từ 0 giờ ngày 18 tháng 5 năm 2021 cho đến khi có thông báo mới. Để thực hiện nghiêm quy định cách ly xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu toàn thể nhân dân tuyệt đối không ra khỏi nhà nếu không thực sự cần thiết, như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu hoặc làm việc tại các nhà máy, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, tạm dừng hoạt động. Trường hợp bắt buộc phải ra khỏi nhà thì phải đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi giao tiếp. Yêu cầu toàn thể nhân dân thực hiện nghiêm nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn phố cách ly với thôn phố, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện. Yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã thị trấn, lực lượng công an xử lý nghiêm những người không chấp hành đúng quy định về cách ly xã hội. Mỗi người dân hãy tự theo dõi sức khỏe hàng ngày, chủ động khai báo y tế, chấp hành nghiêm sự hướng dẫn của chính quyền địa phương và tổ covid cộng đồng. Khi trong nhà có người có biểu hiện sốt, ho, khó thở, đau rát họng, mất cảm giác mùi vị, ốm mệt, dấu hiệu cảm cúm hoặc các biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh, phải thông báo ngay với cơ quan y tế hoặc chính quyền địa phương. Vì sức khỏe của chính mình và cộng đồng, vì quê hương Việt Yên an toàn và phát triển, mỗi người dân hãy là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch COVID-19. Thông báo khẩn. Kính toàn thể nhân dân, trước những diễn biến vô cùng phức tạp, nguy hiểm, khó lường của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện Việt Yên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang quyết định cách ly xã hội toàn bộ huyện Việt Yên và tạm dừng hoạt động của toàn bộ các khu công nghiệp trên địa bàn huyện bắt đầu từ 0 giờ ngày 18 tháng 5 năm 2021 cho đến khi có thông báo mới. Để thực hiện nghiêm quy định cách ly xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu toàn thể nhân dân tuyệt đối không ra khỏi nhà nếu không thực sự cần thiết, như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu hoặc làm việc tại các nhà máy, sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, tạm dừng hoạt động. Trường hợp bắt buộc phải ra khỏi nhà thì phải đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi giao tiếp. Yêu cầu toàn thể nhân dân thực hiện nghiêm nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn phố cách ly với thôn phố, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện. Yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã thị trấn, lực lượng công an xử lý nghiêm những người không chấp hành đúng quy định về cách ly xã hội.
mỗi người dân hãy tự theo dõi sức khỏe hàng ngày, chủ động khai báo y tế, chấp hành nghiêm sự hướng dẫn của chính quyền địa phương và tổ COVID cộng đồng. Khi trong nhà có người có biểu hiện sốt, ho, khó thở, đau rát họng, mất cảm giác mùi vị, ốm mệt, dấu hiệu cảm cúm hoặc các biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh, phải thông báo ngay với cơ quan y tế hoặc chính quyền địa phương. Vì sức khỏe của chính mình và cộng đồng, vì quê hương Việt Yên an toàn và phát triển, mỗi người dân hãy là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch COVID-19. Kính thưa toàn thể nhân dân, sau đây là thông báo khẩn của Ban Nhân dân thị trấn Nánh. Thông báo khẩn: trước những diễn biến vô cùng phức tạp, nguy hiểm khó lường của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện Việt Yên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang ra quyết định cách ly toàn bộ huyện Việt Yên và tạm dừng hoạt động của toàn bộ các khu công nghiệp trên địa bàn huyện bắt đầu từ 0 giờ ngày 18 tháng 5 năm 2021 cho đến khi có thông báo mới. Để thực hiện nghiêm quy định cách ly xã hội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân nhận yêu cầu toàn thể nhân dân tuyệt đối không ra khỏi nhà nếu không thật sự cần thiết như lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu. Trường hợp bắt buộc phải ra khỏi nhà thì phải đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi giao tiếp. Yêu cầu toàn thể nhân dân thực hiện nghiêm nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, tổ dân phố cách ly với các tổ dân phố, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện. Yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn, lực lượng công an thị trấn xử lý nghiêm những trường hợp không chấp hành đúng theo quy định về cách ly xã hội. Mỗi người dân hãy tự theo dõi sức khỏe hàng ngày, chủ động khai báo y tế, chấp hành nghiêm sự hướng dẫn của chính quyền địa phương và tổ COVID cộng đồng. Khi trong nhà có người có biểu hiện như sốt, ho, khó thở, đau rát họng, mất cảm giác mùi vị, ốm mệt, dấu hiệu cảm cúm hoặc các biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh không, phải thông báo ngay với cơ quan y tế hoặc chính quyền địa phương. Vì sức khỏe của chính mình và cộng đồng, vì quê hương thị trấn Nánh và Việt Yên an toàn và phát triển, mỗi người dân hãy là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch COVID-19.